Xin chào Kê. Thì trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung làm các cái bài tập để chúng ta ôn tập cái chương 2, chuyên về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Thì trước tiên Kê em sẽ giải một số bài tập trong sách giáo khoa trước Kê. Câu đầu tiên, câu 1 á, thì chính là câu 447. Câu 4 trang 47 sách giáo khoa. Ok. Rồi câu nói gì đây? Borat Na2B4O7. Na2B4O7 chấm 10 nước. Còn gọi là hàng thê, là khoáng chất dạng tinh thể nhờ có khả năng hòa tan oxit của kim loại. Borat được dùng để làm sạch bề mặt kim loại trước khi hàn, chế tạo thủy tinh quang học, men, đồ sứ. Một lượng lớn borat được dùng để sản xuất bột giặt. A nhỏ. Nêu vị trí trong bảng tuần hoàn của mỗi nguyên tố có trong thành phần của borat và viết câu này trong, tức là nêu vị trí và viết câu này trong. Câu này trong. Ta làm ý này trước kia. Nêu vị trí và viết câu này trong của tất cả các nguyên tố có trong cái thành phần của borat này. Như vậy ta nhìn ta thấy có những nguyên tố nào kia. Từ trái phải ta thấy thứ nhất là gì? Đó là natri hay là sodium. Ok. Người ta yêu cầu chúng ta viết vị trí cấu hình. Đấy, thì natri đó chính là O số mấy em? Cái viết là bằng chúng ta số 11. Thì chúng ta viết cấu hình như nào các em? 1S2 cái này quá giản rồi, quá đơn giản. 2S2 2B6 là 10 rồi nha. 3S gì? Ok, 3S1. Như vậy vị trí của nó là gì? O là số 11 này. Chu kỳ máy kem là số lớp là chu kỳ 3, này quá đơn giản rồi. Là nhóm. Nhóm gì? Đây chính là nhóm 1A. Ok. Đó là nguyên tố đầu tiên, vị trí và cấu hình. Nguyên tố thứ hai là bo. Đấy, tiếng Anh nó là bo rồng. Viết bằng mấy kem? Bo chính là viết bằng 5. Nói về số thứ tự của các nguyên tố bảng tuần hoàn thì các em không nhất thiết phải thuộc, nhưng mà thầy khuyên là chúng ta nên thuộc ít nhất là được 20 nguyên tố đầu tiên đối với các bạn lớp thường. Còn đối với các bạn lớp chuyên thì phải thuộc 30 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn, ít nhất là như vậy nha, ít nhất là như vậy. Viết bằng 5. Ok. Như vậy cấu hình của nó như thế nào kia? 1S2 2S2 là 4 rồi, 2B1. Ok. Người ta có O. O số mấy kia? Số 5. Chu kỳ là bằng số lớp, bằng 2 lớp, chu kỳ 2. Nhóm. Nhóm máy này các bạn, đây là nguyên tố nguyên tố B, cái phở đấy nha. Cho nên là đây nguyên tố nhóm A. Số trong lớp này cùng lớp thứ hai này là 2 cùng 1 là 3, tức là 3. Nhóm 3 gì? Đó, nguyên tố thứ hai. Nguyên tố thứ ba là O. Đó chính là oxygen. Oxy đấy. Ok. Thì cấu hình của nó là 1S2 2S2. Ta lưu ý là giấy máy 8. Oxy thì giấy 8. 2S2 20 mấy các bạn? 22 là 4 rồi, như vậy 24. Như vậy ta có O là số 8. Chu kỳ là bằng số lớp bằng 2. Nhóm là bằng số lớp ở trong, số A trong lớp ngoài cùng là 2 cùng 4 16. Đây là nguyên tố B cho nên là nhóm A. Và đó chính là 6A. Ok.
Còn lại nguyên tố cuối cùng là hydro. Hydro thì quá quen thuộc rồi, thì các bạn cũng có thể biết được cho hydro. Hydro, hydrogen, cấu hình giấy máy em, giấy bằng 1 thì cấu hình của nó là 1:1 đúng rồi. Ok, O là số 1, chu kỳ đương nhiên là 1 rồi ha. Nhóm nhóm trong ngoài này chính là nhóm 1 thì đó là câu A. Chất này có tên gọi là gì các em? Đó là borax. Hay gọi là hàng thê đấy, hàng thê. Hàng thê thì có khi là dùng trong thực phẩm. Đó là câu A. Rồi câu B. Người ta nói là sắp xếp các nguyên tố trên chiều bán kính nguyên tử tăng dần và giải thích ra. Người ta nói trừ hydro ra, trừ hydro. Người ta có các nguyên tố gì? Natri này, còn gì nữa? Bo này, oxy có ba nguyên tố này thôi. À đây còn câu B. Sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính nè, tức là sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần và giải thích. Okay. Rồi muốn sắp xếp thì trước tiên các em làm là gì? Trước tiên ta phải sắp xếp các nguyên tố này theo thứ tự chu kỳ nhóm đã ha, chu kỳ nhóm. Hay ta thấy natri này các bạn thấy rồi, ô số 1 thì chu kỳ 3, bo với bo nằm chỗ này các em. Bo là như vậy là nhóm máy đây, nhóm 3A này. Rồi đến oxy ha, đó là nhóm gì? 6A này. Natri thì nhóm 1A nằm bên này ha. Natri này nhóm 1A. Ok, đây là chu kỳ 2, là chu kỳ 3 nên thầy viết ở dưới. Bây giờ sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính. Ta nhớ rằng là gì? Trong một chu kỳ đi từ trái sang phải thì bán kính theo chiều này như thế nào các em? Theo chiều này là giảm ha. Theo chiều này giảm thì đồng nghĩa việc là theo chiều này là như nào? R tăng lên nè. Còn đi từ trên xuống ha. Từ trên xuống R cũng gì các em? Tăng lên. Đây là ta nhớ quy luật rồi. Thật ra ta dễ dàng. Nếu mà sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính thì cái nào nhỏ nhất em? Đó chính là oxy. Rồi đến boron và cuối cùng là đến sodium. Cuối cùng đến sodium. Ok. Rồi chúng ta dễ dàng được câu B. Ta dễ dàng được câu B, chỉ việc là sắp xếp thôi. Bây giờ câu C. Câu C thế nào đây? Sắp xếp các nguyên tố trên từ trừ hydro theo chiều độ ổn định giảm dần, giải thích. Lúc nãy tôi chưa nói đến giải thích đúng không em? Đây giải thích đây. Ta theo cái chiều đây. Giải thích rồi ta. Cái cách giải thích là ta sắp xếp theo chu kỳ, theo nhóm. Thì đó là cách chúng ta giải thích. Lưu ý như vậy. Bây giờ là theo chiều độ ổn định giảm dần, giải thích. Độ ổn định giảm dần. Ok, giải thích. Giải thích nghĩa là các em phải dựa vào định luật tuần hoàn ha. Dựa vào quy luật biến đổi cái tính chất đó. Rồi bây giờ sắp xếp theo chiều độ ổn định giảm dần. Bây giờ các em cũng dựa vào đây. Bây giờ thầy viết lại. Bây giờ bo nằm đây ha. Oxy nằm đây. Natri nằm đây. Rồi đây là nhóm 3A này. Đây là nhóm 6A này. Đây nhóm 1A nè. Ok. Rồi bo là ô số mấy các em? 5, còn đây là số 8, đây là số 11. Đây là chu kỳ 2. Đây là chu kỳ 3. Đúng nha. Đấy. Như vậy bây giờ nếu đòi độ ổn định, độ ổn định ta nhớ điều gì các em? Trong cùng một chu kỳ đi từ trái sang phải
Động điện thế nào? Động điện thế nào các em? Đó, tăng dần. Ok. Còn trong nhóm đi từ trên xuống là động điện giảm, đồng nghĩa việc đi từ dưới lên á. Đi từ dưới lên. Thì động điện như nào các em? Phải. Như vậy ta chỉ cần vẽ cái này là cách chúng ta giải thích rồi nha, giải thích rồi. Như vậy nếu mà xét về động điện. Đấy. Người ta yêu cầu là theo chiều giảm dần của động điện. Giảm dần. Đấy. Như vậy giảm dần thì có nghĩa là gì các em? Oxy trước ha, oxy là lớn nhất. Rồi đến bo và cuối cùng là đến sodium. Đó chính là giảm dần động điện. Okay. Còn cái này là chiều từ oxy đến natri là giảm dần về bán kính. À, tăng dần bán kính. Còn từ oxy đến natri động điện là nó giảm dần. Đó là như vậy. Như vậy đó là câu số 1 trong sách giáo khoa. Thì cho em vẽ lại. Rồi nếu các bạn viết kịp thì em dừng lại viết nha. Okay. Em phải xóa đi. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 2. Câu số 2 này á là cũng là một cái câu trong sách giáo khoa. Đó là bài 5 trang 47. Sách giáo khoa. Ok. Bài này người ta nói là công thức, nó cho công thức cấu tạo của phân tử caffein ha. Phân tử khá thú vị trong hóa hữu cơ. Khi các bạn học hóa hữu cơ chúng ta sẽ thấy ether ha. Caffein người ta vẽ thế nào. Ok. Đấy. Cái này là vòng 5 cạnh ha. Đây. Vòng 5 cạnh. Ok. CH3 đây là những cái đôi oxy, đây là CH3, đây là oxy, đây là CH3. Ok, ở giữa đây có một liên kết đôi, cái này cũng có một liên kết đôi, được chưa các em? Đấy thì đây chính là phân tử caffeine. Caffeine. Ok. Bây giờ câu A đó. Người ta nói là nêu vị trí của các nguyên tố, vị trí này. Của các nguyên tố tạo nên caffeine. Ok. Vị trí. Vị trí đây thì các em như thầy nói lúc nãy rồi, các em nhớ được cái số thứ tự. Thì người ta viết cấu hình thì ta dễ dàng suy ra vị trí thôi nha. Và ở đây có những nguyên tố nào? Vị trí của những nguyên tố, thứ nhất là ở đây người ta để coi người ta có tính hydro không? Có luôn hydro, thì hydro cái bài nãy thì ghi rồi. Hydro này nhỏ nhất này, 1. Rồi đến carbon, rồi đến gì? Nitơ, rồi đến oxy. Oxy. Thì oxy và hydro thì bài nãy thầy làm rồi. Ở đây thầy sẽ làm carbon và nitơ thôi. Carbon. Ô số 6 đúng không các em? Số 6. Cái này là carbon. Ok. Thì ta viết cấu hình 1x2, 2x2 hai mấy các bạn? 2x6 thì dễ dàng suy được ô số 6 chu kỳ 2 lớp 2 nhóm. Nhóm gì các em? 6. Cái này là cái nhầm xíu. 2B mấy kem? 2B2. Ok. Rồi như vậy là có 2, có 4 ở trong lớp mình cùng, như vậy là nhóm 4. Đó là carbon, đó là carbon. Bây giờ O số 8 đã cầm biết rồi, oxygen. Cái này thì bài trước thầy đã giải rồi cho nên là bài này thì coi như ta bỏ qua.
Tiếp theo đó chính là nitơ nhé hả? Chính là nitơ. Nitrogen hay là nitrogen. Ok. Ô số 7. Và trên lớp này một cái ai thôi. Và cấu hình là gì? 1S2 2S2 là 4 rồi. Hai mấy các bạn? 23. Ô số 7. Chu kỳ thì vẫn là chu kỳ gì? 2. Nhóm lúc này là nhóm gì các bạn? 5 à. 5 gì? À. Nhóm 5 à. À, ta lưu ý như vậy. Thì cái đó là vị trí thì các bạn dễ dàng làm được. Câu B, so sánh tính phi kim bán kính nguyên tử độn điện của các nguyên tố đó, giải thích nha. Cái này thì làm như cách làm như lúc nãy thôi, sắp xếp thành chu kỳ nhóm. Sắp xếp lại thôi, không có gì khó cả. Và muốn sắp xếp nhanh thì các em phải ít nhất phải nắm được 20 nguyên tố đầu ha, để người ta biết nó nằm ở chỗ nào. Thì cái việc sắp xếp sẽ rất là nhanh chóng. Ok. Phần tới cà phê của chúng ta. Rồi. Bây giờ nó yêu cầu so sánh cái tính chất gì đây? Câu B là yêu cầu so sánh tính phi kim này, bán kính nguyên tử này, R, độn điện này, trừ hydro thôi, trừ hydro, ok, không tính hydro. Thì các em phải làm gì? Sắp xếp. Nhưng mà trừ hydro ra ta có còn carbon, nitơ, oxy. Nhưng mà carbon là số mấy các em? Carbon này, đấy, chu kỳ 2 này, số 6 thì nitơ số 7 đây. Oxy 8 luôn, cùng nằm trên, cùng nằm trên gì các em? Một chu kỳ 2. Đây, từ đây, đây là chu kỳ 2. Rồi nhé, yêu cầu so sánh. Như vậy thứ nhất là theo chiều này á, từ trái qua phải thì tính phi kim như thế nào các em? Tính phi kim trong chu kỳ trái sang phải, tính phi kim tăng dần. Okay. Bán kính như nào? Bán kính thì giảm dần, cái này biết rồi. À, độ âm điện như nào? Độ âm điện thì như nào các em? Tăng dần vậy thôi. Rồi vấn đề là các em phải sắp xếp cho được theo cái thứ tự trong một chu kỳ từ trái sang phải hoặc là trong nhóm từ trên xuống thì chúng ta sẽ dễ dàng so sánh được thôi ha, rất là dễ dàng. Giờ chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 3. Ok. Rồi cái này các bạn dễ dàng ha, làm được. Chúng ta chỉ cần thuộc gì? Thuộc cái quy luật kiến thi. Rồi bây giờ các em sang câu số 3. Cũng là một câu sách giáo khoa, đó là câu mấy đây? Câu 6, trang 47, sách giáo khoa. Ok. Một loại hợp kim nhẹ, bền, được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật hàng không, chứa hai nguyên tố AB, đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kỳ. À, A, B đứng kế tiếp nhau. Kế tiếp nhau. Trong cùng một chu kỳ. Trong cùng một chu kỳ. Và có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 25. Tổng điện tích nhân của mình có nghĩa là gì các em? VA đi. Cộng VB. Chính là 25. Yêu cầu là câu A. Viết câu hình E này. Câu hình E. Từ đó suy ra cái gì? Vị trí. Từ đó suy ra vị trí.
cậu B. So sánh tính chất học của A với B vậy? So sánh tính chất hóa học à? Tính chất hóa học của A B. Giải thích. Rồi bạn này chúng ta nhận thế nào? A B đứng kế tiếp nhau, kế tiếp nhau ví dụ 1 tới 2. Đấy. Như vậy ta giả sử đi. Ta giả sử là BB lớn BA đi à. Như vậy dẫn đến chuyện gì các em? BB trừ BA mấy? Kế tiếp nhau 1 tới 2 thì 2 trừ 1 chính bằng 1 thôi nhỉ. Ra là 1. Với cái đề cho tổng số độ tông nữa. 25 nữa. Là BB cộng BA bằng 25 nữa. Đấy. Thì từ 1 và 2 ta nghĩ rằng tính được gì? BA BB. Rồi kênh bấm máy tính thôi. Nhập số đây là B trước 1. Nhập 1 này trừ 1 này 1 này 1 1 25 à, dễ dàng thôi nha. Bậc cá 13. Như vậy BB là 13 bậc cá 12. Ok. Rồi người ta yêu cầu với con E 12 thì cái con E quá dễ rồi. 1x2 2x2 2x6 là 10. 7x2. Thì là vị trí. Vị trí là ô gì? Chu kỳ nhóm gì? Ô máy các em. Số 12. Chu kỳ máy à, có bao nhiêu lớp? 3 lớp. Nhóm gì? Nhóm 2A. Okay. Tương tự như vậy cho trường hợp của 13 thì 1x2 2x2 2x6 3x2 thì 3x mấy? 3x1 à. Ô 13 quá dễ rồi. Chu kỳ 2 lớp thì 13. Nhóm nhóm gì các em? 3A thì có 3 trong lớp 1 cùng. Thì quá nhẹ nhàng. Ý thứ hai là so sánh tính chất hóa học của AB. So sánh à. Ý thứ hai là so sánh. Ok. Giờ chúng ta so sánh. Mà muốn so sánh phải làm gì? Phải sắp xếp. À thì mai dê này là 12, đến nhung là 13. Thì bạn này nó xong trong cùng một chữ kem, trong một chu kỳ ha. Đó là chu kỳ. Chu kỳ 3. Đấy, trái qua phải. Như vậy nếu so sánh tiếp tiên là gì? À, so sánh tính chất hóa học tôi nghĩ là tính kim loại phi kim. Thì có nghĩa là tính kim loại này thì như thế nào? Từ trái phải là giảm dần của mai dê thì như nào? Mạnh hơn của nhôm lại thôi. Nó tính kim loại. Cái thứ hai là oxit của nó là MgO à, tính đây là kim loại nên ta xét tính 3 giờ. Có gì các em? MgO thì mạnh hơn so với gì? À, là 23 theo quy luật ha. Hoặc là hydroxit MgOH 2 lần thì mạnh hơn so với Al OH 3 lần. Rất dễ dàng ha. Ta dựa vào quy luật này ta so sánh dễ dàng. Đó là câu số 3. Bây giờ câu số 4 thì các em mở sách bài tập ra.
Câu số 4 thì kênh mở sách bài tập chương 2 bản tường hòa. Okay. Thầy chỉ làm một số bài thôi. Đấy. Các em lật trang 14. Câu 4. Bài tập sách giáo khoa 114 kia. Bài à, xin lỗi, sách bài tập chứ. Bài 5.12 trang 14 sách bài tập. Ok. Thì ta làm thế nào đây? Người ta nói là A này ông x trừ, A này ông x trừ và y 2 trừ đều có cấu hình ở trong lớp ngoài cùng, là lớp ngoài cùng như các em 3x2, 3x6. Người ta yêu cầu các em là xác định vị trí của y trong bảng tuần hoàn. Xác định vị trí à, vị trí của y. Rồi quy ra là cấu hình lớp ngoài cùng của hai cái dòng này. Okay. Để các em làm thế nào? Bây giờ x trừ có nghĩa là x cộng gì các em? Một lớp trong à, mới thành x trừ. Có nghĩa là so với x thì x trừ nó nhiều hơn một x trong à. Như vậy ta có x trừ đó, thì cấu hình là gì? Là viết lại 1x2, 2x2, 2x6, 7x2, 3x6 à. Đây là x trừ. Như vậy x thì nó sẽ cộng một x trong thì ra x trừ. Như vậy x trừ mà bỏ nó mất đi một x trong á thì ra x. Đấy. Và suy ra x nó là gì các em? Đây là chỉ xét lớp ngoài cùng thôi. X nó thành gì? 3x2 hay là 6 thì mất 1 thì làm 3x5 à. Thì vậy trước đây là khi yếm gì đây? Chính là này ông. Này ông. Ok. Thì vậy từ đây dễ dàng sẽ được vị trí rồi. Ô. Nó tính rồi coi. Này ông là 10. 12 là 17. Chu kỳ bao nhiêu lớp? 3. Ok. Nhóm. Thì đây là nhóm gì kia em? Có 7 lớp ngoài cùng này, nhóm 7A. Thì đó chính là x. Giờ y. Y 2 trừ hay là y 2 cộng để được kiểm tra. À, y 2 cộng. Y 2 cộng, ok. Y 2 cộng tình hình như thế nào? Tức là y trừ 2 trong thành y 2 cộng. Như vậy suy ra y hay y cấu hình gì? Như vậy y theo bằng y 2 cộng cộng thêm 2e nữa, cộng thêm 2e vào và chút hết 2 cộng này 6 rồi này, và x2 cộng e nữa là thành gì em? Ok. Như vậy y thuộc gì? Ô 18 như là 20. Chu kỳ gì các bạn? 4. Nhóm gì? Đó là nhóm. Ta nhìn vào đây lớp mà cùng có 2e. Dạ, là nhóm 2 à. Ok. Như vậy các em cũng dễ dàng. Ta làm được có 4 thôi, không có gì khó khăn cả. Ok. Đó là câu số 4. Bây giờ câu số 5. Em chọn vào nào đấy. Câu số 5. Thì chọn bài 5.15. Trang 14 sách bài tập. Hay nó là gì? X. Nguyên tử X. Có tổng số B, N, E
Em tóm tắt đề vào nha, thầy đang tóm tắt đề đấy, trang 18. Rồi thầy nói là xác định vị trí của x. Xác định vị trí của x. Xác định vị trí. Ui. Giờ khi mình cho tổng hàng các bạn biết rồi, suy ra z hay là suy ra b. Và nhớ là bằng thức này mình lớn hơn bằng gì? Tổng này chia cho gì? 3,524 à. Rồi tổng chia cho mấy các em? Cho 3. Thì suy ra b nó nằm trong giới hạn nào? Cái này là thầy giải nhiều lần rồi. Thì em lấy 18 này. Chỉ 3,524. 5,1. 18 chia 3 là 6 nữa. Nhưng mà chỉ có thể nó có thể nhận một cái giá trị máy các em 6 thôi. Ok. Muốn xác định vị trí thì các em phải làm gì? Cái cấu hình. Cấu hình 1S2. 2S2, 2B2. Đây chính là carbon chứ. Ok. Ô số 6 này chu kỳ 2 lớp nhóm giống gì các em, hay là lớp 10 cùng có 4A nhưng mà là 4A. Để ta dễ dàng xác định được à. Đó là câu số 5. Bây giờ chúng ta sang câu số 6. Câu 6 này câu nào đây? Chọn một câu để các bạn làm. Ok. À, câu 516 đi. 516. Trang 14. Sách bài tập. Hợp chất ion XY được sử dụng để bảo quản mẫu tế bào trong nghiên cứu dược phẩm và hóa sinh vì ion Y trừ ngăn cản phân hủy à, sự thủy phân glycogen trong phân tử XY. Số electron của cation bằng số electron của anion à. Số electron của cation bằng số electron của anion. Ở đây người ta cho luôn là anion là A cation là X cộng ha. Bởi vì ion Y trừ người ta cho ion anion là Y trừ. Đấy người ta cho sẵn luôn. Ok. Và tổng số electron trong Y là 20. Tổng số electron trong Y là 20 nhưng mà ta có BX cộng với Y đó. Tổng số electron chứ à, E chứ hả à. E của X cộng E của Y bằng 20. Ok. Biết trong mọi hợp chất Y chỉ có một mức oxy hóa duy nhất à, xác định vị trí à, người ta nói Y chỉ có một mức oxy hóa. Ok. Xác định vị trí của Y. Xác định vị trí của Y. Ok. Giờ ta sẽ làm thế nào? Chưa kìa. Người ta cho XY là các ion mà người ta nói là số electron trong cation tức là X cộng này sẽ bằng số electron anion. Đấy. Như vậy ta có EX cộng Y. Đó là nếu ta tính cho mỗi cái nguyên tử đấy. Như vậy theo đề ta có gì? EX cộng cho Y á bằng 20. À. Rồi. Như vậy
ta lưu ý x cộng có nghĩa là x trừ 1e đúng không các em? Thành x cộng. Như vậy thằng này có số trong là ax, và số trong của thằng này sẽ là gì? Ax trừ cho 1 à. Y tương tự như vậy. Y mà muốn thành y cộng, y trừ chứ, thì ta phải cộng thêm 1e à. Đó thành y trừ. Cái này là ay. Okay. Ay mà cái này là y trừ 1. À cộng 1 nhé. Thì thêm 1 ở trong này cộng 1 này. Thì hai cái này bằng nhau. Nhưng mà ta theo đề ta có gì? Ax trừ 1 bằng ay cộng 1. Ok. Rồi, hai nó khác là gì? Ax trừ ay bằng mấy kem? Bằng 2. Cái này là 1. Cái này là 2. Để ta xem thử. Từ 1 và 2 các em giải ra. Từ 1 và 2. Các em suy ra a bằng bao nhiêu, a bằng bao nhiêu mà. A là số trong đó các em. Giải hệ 1 này, 1 này, 20, 1, trừ 1, 2, nhưng mà 1 cái bằng 11, 1 cái bằng mấy kem, 9, ok. Rồi, chúng ta xác định vị trí của y. Còn người ta nói x chỉ có một mối siêu hóa là hàm ý của nó là y chứ, y chỉ có một mối siêu hóa. Hàm ý của nó là y có đồn điện lớn nhất, đồn điện lớn nhất này chính là Fourier đúng rồi nha, đó chính là Fourier, con này là natri. Cho nên vị trí thì quá dễ rồi ha. Vị trí thì các em viết cấu hình ra. Ta viết cấu hình x trước 1 x 2 x bằng 11 không? 2 x 2 2 x 6 gì kìa. Các bạn nó ô gì? 11 chu kỳ 3 nhóm gì? Nhóm 1 à. Ok. Còn y. Y là các bạn tính là 19 ha, thì đó là 1x2. 2x2. Em 25. Ô gì? Số 9. Chu kỳ 2. Nhóm gì? Phải à. Như vậy chúng ta đã dễ dàng làm được các bài tập à. Thì cái phần bài tập chương 2 này còn nhiều, ta sẽ tiếp tục làm các cái bài giảng tiếp theo cho các em. Còn bài học của chúng ta đến đây là tạm dừng. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bye các em.